Nhà hai ngày với bà thì anh thì mẹ nó lười ăn, nó bắt nạt một bọn anh. Qua cái bà toàn rồi. Về thấy cho uống hai lượt sữa rồi thì chắc uống thêm hai lượt sữa hả? Ừ, về là uống hai lượt sữa nữa rồi thì ăn thì chắc chẳng ăn được bao nhiêu. Qua nó ngủ từ 11 giờ trưa. Em muốn cho nó ngủ sớm thế để tí em đi làm á. Mẹ đâu? Đang ngồi chơi ở kia, nó ngồi vào lòng, nó ngủ mẹ, lúc nào không biết đấy. Biết vì sao? Vì sáng qua nó dậy sớm đúng không? Ừ. Mai anh cho uống sữa lúc 10 giờ hơn. Chú quay video nhặt rau. Mang rau vào đây cho em phát. Em mang ra sân nhặt. Sân. À, ở trong này có quạt được. Nhưng anh phải cầm máy rồi. Cái này để đây thì đi nhặt tiếp. Để có người đây một lúc là được rồi. Đoạn xuống quay tiếp đi. Mẹ thằng này. Con chip đi đâu ấy? Chip đi theo bà ngoại ấy. Đi về tổng với bà ngoại. Mẹ mày. Anh bể, nó đất nguyện đòi ra nó cứ khóc. Cụ hôm qua em không biết ăn vạ nào đâu, nó đòi đồ con chip, con chip thì dùng điện thoại để học em. Em lấy nồi này nhỏ đấy, không vừa vuông mà. Chết mẹ rồi, cái gà nó bị kênh lên rồi. Nhưng mà nhấc cái này ra nó còn kênh lên nữa cơ. Em đặt cái gì là cầm đấy làm gì nó làm được. Nó dính vô xuống đấy. Kéo cả đồng vùng luôn. Giờ xịn rồi. Đùa, anh bỏ ra một cục tiền để anh mua mà anh lại hỏi. Không có phải đắt tiền mà ngon đâu. Ngon mà, cả phòng anh mới dùng. Đi được lâu. Hử? Để anh nhìn ngồi đi làm để cắm điện thoại không được dùng ấy. Ừ. Mình chỉ lấy tai nghe thôi, mình ngồi nghe nhạc đấy. Đâu mà. Mà nó dùng là hay cả ngày. Em mượn cho anh thử dùng một hôm á. Chỉ mẹ anh sống mà có đâu vườn này, em Quỳnh. Hương Quỳnh đều có hết.
ông hay chơi điện tử, ông ấy toàn dùng cái đấy thôi. Dạ chơi điện tử còn dùng cái đấy nữa thì nhà điện thoại nhà hết pin lắm. Thế mà có hết pin đâu? Điện thoại hết pin đấy. Ừ, nhưng không hết pin đâu, ít cũng dùng như bình thường thôi mà. Mình phát bluetooth này, điện thoại có pin lắm. Em mượn cho anh một hôm phát, anh thử nghe để em mua. Nếu mà em mượn mua về mình không dùng thì vợ dùng thì hết thôi. Anh xem có phát được xa không, ví dụ để điện thoại ở khoảng 20 mét. Số là Tuấn Hùng mà hỏi ấy, xem phát được xa không? Thì ngại anh đi bán này. Xem mọi nhà nữa. Bạn tin anh chờ được mua rồi. Ô, bọn anh không được thưởng 10 tháng 3 ấy. Ừ. Hay là nó đợi gộp à? Hay nợ thưởng à? Ừ. Vâng. 10 tháng 3 của tôi mà nó còn nợ thưởng thì tôi lại nó. Thưởng nó quyền của nó không thưởng là việc của nó chứ mẹ nợ gì. Thế ví dụ không thưởng thì có công văn mà tôi không thưởng cho bọn anh. Ok. Bây giờ mẹ ngày lễ mà không thưởng với người ta nữa, vãi cả công ty. Bố nó cầm lúc nào để cầm. Sau khi luộc gà xong thì có thể làm được video chặt gà và làm nước chấm được không? Được, chặt gà cũng được, nhưng mà chặt gà béo cũng hết 8 phút rồi. Ừ, hết đấy, nước chấm nữa mà. Còn nướng hạt dổi các kiểu, băm tiết các kiểu. Gà lại già rồi mẹ, kệ cứ ninh to nữa. Ai kìa? Ôi, con bà. Bà, xuống đây giữa trưa này. Ăn cơm à? Thế thì ở ăn cơm luôn, sao đến giờ ăn cơm rồi? Phút 35 được rồi anh nhỉ?